Con xin kính chào cộng đoàn. Cộng đoàn thân mến, hôm nay là ngày cuối của tuần Đại Phúc, và trong giờ kinh Đức Mẹ tối hôm nay, chúng ta được mời gọi để hiệp lòng hiệp ý với nhau để cùng dâng lời tạ ơn Chúa và tạ ơn Đức Mẹ. Cộng đoàn thân mến, khi chiêm ngắm bức linh ảnh Đức Mẹ hằng cứu giúp, chúng ta thấy bức linh ảnh Đức Mẹ hằng cứu giúp trình bày mầu nhiệm cứu độ nơi Đức Kitô. Nền của bức linh ảnh được phác họa bằng gam màu vàng. Nền gam màu vàng của bức linh ảnh bàn bạc khắp bức họa ảnh, làm nổi bật lên ánh sáng thần linh của Thiên Chúa. Những chỗ màu vàng nổi bật nhất chính là nơi trang phục, không đơn thuần chỉ là dấu hiệu của sự đi lên, mà còn là ánh sáng của sự cảm thông và chữa lành đến từ thiên tính của Thiên Chúa. Ánh sáng này đang chiếu rải vào trong chúng ta, và vì ý nghĩa thâm sâu này, bức linh ảnh được xem như là một bức ảnh phép lạ. Nhờ thông qua bức linh ảnh này, nhiều người được chữa lành, nhiều tội nhân đã ăn năn hối cải và trở về với Thiên Chúa. Chính vì thế, giờ đây chúng ta hãy cùng hiệp ý dâng lên Đức Mẹ hằng cứu giúp tâm tình tạ ơn, vì trong suốt tuần qua chúng ta đã nhận được biết bao ơn lành hồn xác nhờ lời chuyển cầu của Mẹ. Giờ đây xin kính mời cộng đoàn chúng ta cùng đứng và hướng về bức linh ảnh Đức Mẹ hằng cứu giúp, và cùng chung lời ca bài Nhìn lên ảnh Mẹ. Lạy Mẹ hằng cứu giúp bổn mạng của tuần Đại Phúc, Chúa đã ban cho chúng con tuần Đại Phúc tràn đầy hồng ân, và Mẹ đã luôn hiện diện với chúng con trong suốt tuần Đại Phúc này. Giờ đây chúng con xin dâng lên Mẹ lời tạ ơn của cộng đoàn giáo xứ Phương Lâm chúng con, của các gia đình và của mỗi người chúng con. Chúng con tạ ơn Mẹ vì trong tuần Đại Phúc này, nhờ lời chuyển cầu của Mẹ, chúng con đã lãnh nhận được hết ơn này đến ơn khác, ơn phần hồn, ơn phần xác, ơn cho toàn thể giáo xứ, ơn cho các gia đình và cho mỗi người chúng con. Làm sao kể cho hết được những ơn lành Chúa đã ban cho chúng con? Lạy Mẹ hằng cứu giúp, xin làm cho những ơn ấy tiếp tục sinh hoa kết quả trong suốt cuộc đời chúng con. Amen. Và giờ đây xin mời cộng đoàn chúng ta cùng hiệp ý với những người đã chạy đến để xin ơn và xin tạ ơn Chúa nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ hằng cứu giúp trong suốt tuần Đại Phúc vừa qua. Những người đã chạy đến xin tạ ơn Chúa và tạ ơn Đức Mẹ. Có 3.786 ý nguyện xin tạ ơn Chúa và Đức Mẹ. 559 ý nguyện xin tạ ơn vì đã được thêm lòng kính mến Chúa, ăn năn chừa bỏ tật xấu, tội lỗi. 674 ý nguyện xin tạ ơn vì gia đình được bình an, mạnh khỏe, hòa thuận, yêu thương và đã biết tha thứ cho nhau. 554 ý nguyện xin tạ ơn vì con cái biết hiếu thảo, vâng lời, học giỏi, thi đậu. 472 ý nguyện xin tạ ơn vì đã chu toàn trách nhiệm và biết làm gương sáng trong gia đình. 418 ý nguyện xin tạ ơn vì đã có con.
345 ý nguyện xin tạ ơn vì đã sinh con được bình an. 275 ý nguyện xin tạ ơn vì đã dâng mình cho Chúa và được bền đổ trong đời sống tu trì. 512 ý nguyện xin tạ ơn vì đã khỏi bệnh tật và được cứu giúp trong cơn gian nan khốn khó. 760 ý nguyện xin tạ ơn vì đã có công việc làm và công việc làm ăn được tốt đẹp. 353 ý nguyện xin tạ ơn vì đã trả được nợ. 299 ý nguyện xin tạ ơn vì đã lấy được nợ. 405 ý nguyện xin tạ ơn vì những ý nguyện khác. Và mỗi người chúng ta hiện diện nơi đây, trong thinh lặng chúng ta cũng hãy thành tâm dâng lên Thiên Chúa và dâng lên mẹ Maria, mẹ hằng cứu giúp, những lời tạ ơn từ đáy lòng của chúng ta. Hiệp cùng mẹ Thiên Chúa, chúng con xin tạ ơn Cha. Chúng con xin tạ ơn Cha. Những ý xin khấn nguyện cùng Đức Mẹ Hằng cứu giúp. 5074 ý nguyện xin thêm lòng kính mến Chúa, được biết ăn năn chừa bỏ tật xấu tội lỗi. 5215 ý nguyện xin cho gia đình được bình an, mạnh khỏe, hòa thuận, yêu thương và biết tha thứ cho nhau. 3910 ý nguyện xin cho con cái biết hiếu thảo vâng lời, được học giỏi và thi đậu. 3674 ý nguyện xin cho biết chu toàn trách nhiệm và biết làm gương sáng trong đời sống gia đình. 1177 ý nguyện xin cho có con. 1036 ý nguyện xin cho việc sinh nở được bình an. 1258 ý nguyện xin cho được dâng mình cho Chúa và được bền đổ trong đời sống tu trì. 4223 ý nguyện xin cho khỏi bệnh tật và được cứu giúp trong cơn gian nan khốn khó. 3544 ý nguyện xin cho có việc làm và xin cho công việc làm ăn được tốt đẹp. 3094 ý nguyện xin cho trả được nợ. 1694 ý nguyện xin cho lấy được nợ. 4362 ý nguyện xin cầu cho ông bà tổ tiên và các linh hồn. 3379 ý nguyện xin với những ý nguyện khác. Và mỗi người chúng ta cũng hãy dâng lên Thiên Chúa và dâng lên mẹ Maria, mẹ hằng cứu giúp, những lời nguyện xin của chúng ta. Nhờ lời Đức Mẹ chuyên cầu, xin Chúa nhậm lời chúng con. Xin Chúa nhậm lời chúng con. Giờ đây xin mời cộng đoàn chúng ta cùng quỳ gối và đọc kinh tuần cửu nhật kính Đức Mẹ Hằng cứu giúp. Lạy Mẹ Hằng cứu giúp, nay là cuối tuần đại phúc, hằng ngày trong tuần này con đã đến xăm mình dưới chân Mẹ. Hôm nay con còn thiên thiên tha con tin tưởng vững vàng, Mẹ đã nghe lời con, Mẹ sẽ ban cho con ơn con xin, hay là ơn nào khang quý trọng hơn nữa. Cây vì con của Mẹ, cây vì những đau khổ của Mẹ, cây vì tình yêu đầy lòng từ bi thương son của Mẹ, và nhân là cây vì thương hiệu Mẹ Hằng cứu giúp. Xin Mẹ nhận lời con. Ôi, thương hiệu Mẹ Hằng cứu giúp nói với con rằng con được quyền nài xin
Con nên trông cậy, con phải trông cậy luôn là trông cậy mẹ sẽ ban mọi ơn cần thiết cho con. Lạy mẹ yêu dấu, con hết lòng trông cậy mẹ, con tận tình cảm tạ mẹ vì những ơn mẹ đã ban và vì những ơn con đang cầu xin với lòng thương yêu vô cùng của mẹ. Sẽ cầu thân mẹ cho đến hơi thở sau em, đợi ngày linh thiêng đàng để kinh mến người khen và cảm tạ mẹ đời đời vô cùng. Amen. Lạy Đấng Thánh Đồng Trinh Maria, mẹ đã vui lòng nhận lấy tương hiệu là mẹ hằng cứu dung, cho đường dùng lòng chúng con trong cây vững vàng. Thì con nài xin mẹ dù lòng thương cứu dung con trong mọi nơi mọi lúc, khi phải ca cơm cam dồ, khi xa phạm tội, khi gặp các sự khốn khó trong đời con, và nhất là trong giờ trên. Lạy mẹ hay thương, xin cho con siêng năng chạy đến cùng mẹ luôn luôn. Con tin rằng con siêng năng chạy đến cùng mẹ thì làm cho mẹ càng sẵn lòng nghe lời con. Xin mẹ ban cho con ơn trong này là ơn siêng năng cầu xin mẹ và được lòng trong tay mẹ như con thao. Ngò cho mẹ nghe lời con còn cầu xin và hằng cứu dung con và ban cho con được ơn bền đô đến cùng. Lạy mẹ yêu dấu hay thương dung, xin mẹ mang phúc lành cho con và cầu bầu cho con khi này và trong giờ lâm tử. Amen. Lạy mẹ hằng cứu dung, xin che chở mọi kẻ thuộc về con, ban ơn phù trợ cho Đức Thánh Cha, cho Hội Thánh, cho nước con, cho gia đình con, cho kẻ thân nghĩa, kẻ thù nghịch và hết mọi kẻ khốn khó, sau hết cho các linh hồn nơi luyện ngục. Thánh Maria, lạy mẹ hằng cứu dương, xin cầu bầu cho con. Lạy Thánh An Phong Xô là quan thầy bầu chưa con, xin dương đỡ con trong những khi thiếu thốn, biết chạy đến cùng Đức Bà Maria. Giờ đây xin mời cộng đoàn chúng ta cùng đứng và hướng về bức linh ảnh Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp để cùng ca khen mẹ qua bài Nhìn Lên Ảnh Mẹ. Xin hát phiên khúc 3. Bye.
đây con xin mời cộng đoàn cùng ngồi, chúng ta nghe rao các y lễ trong thánh lễ ngày hôm nay. Trong thánh lễ ngày hôm nay, xin cộng đoàn chúng ta cùng hiệp ý với các y lễ sau. 67 ý xin cầu cho linh hồn Giuse, 48 ý xin cầu cho linh hồn Maria, 11 ý xin cầu cho linh hồn Đa Minh, 37 ý xin cầu cho linh hồn Tiên Nhân, 7 ý xin cầu cho linh hồn Anna, 3 ý xin cầu cho linh hồn Teresa, 17 ý xin cầu cho linh hồn Thai Nhi, 3 ý xin cầu cho linh hồn Mikae, 14 ý xin cầu cho linh hồn Phêrô, 1 ý xin cầu cho linh hồn Giacôbê, 19 ý xin cầu cho các linh hồn, 5 ý xin cầu cho linh hồn Francisco Xavier, 7 ý xin cầu cho linh hồn Anton, 8 ý xin cầu cho linh hồn Gioan Bautista, 11 ý xin cầu cho linh hồn mồ côi, 4 ý xin cầu cho linh hồn Thomas, 1 ý xin cầu cho linh hồn Maria nhân ngày giỗ 100 ngày, 1 ý xin cầu cho linh hồn Andre, 1 ý xin cầu cho linh hồn Giuse nhân ngày lễ giỗ 4 năm, 5 ý xin cầu cho linh hồn Francisco, 1 ý xin cầu cho linh hồn Phêrô Maria, 2 ý xin cầu cho linh hồn Rosa, 2 ý xin cầu cho linh hồn Paulo, 2 ý xin cầu cho linh hồn Marta, 1 ý xin cầu cho linh hồn Rocco, 1 ý xin cầu cho linh hồn Bernardo, 1 ý xin cầu cho linh hồn Isave, 1 ý xin cầu cho linh hồn, 6 ý xin cầu cho linh hồn Joan, 1 ý xin cầu cho linh hồn Maria Goretti, 1 ý xin cầu cho linh hồn Tommaso nhân ngày giỗ 1 năm, 2 ý xin cầu cho linh hồn Tommaso, 1 ý xin cầu cho linh hồn Monica, 1 ý xin cầu cho linh hồn Andre, Vincente, Anna, 21 ý xin ơn bình an, 1 ý xin thánh hóa công ăn việc làm, 1 ý xin tạ ơn Chúa và Đức, 19 ý xin tạ ơn Chúa và Đức Mẹ, 1 ý xin ơn chết lành, 2 ý xin ơn thi đậu, 8 ý xin ơn được khỏi bệnh, 6 ý xin cho được khỏe mạnh, 3 ý xin ơn như ý. Tổ 1 giáo họ 1 xin cầu cho các linh hồn trong tổ. Tổ 11 giáo họ 7 xin cầu cho các linh hồn thành viên trong tổ và xin ơn bình an. Tổ 10 giáo họ 7 xin ơn bình an. Tổ 1 giáo họ 7 xin ơn bình an và xin cầu cho các linh hồn trong tổ. Xin cho giáo họ 6 được bình an. Tổ 1 giáo họ 8 xin tạ ơn, xin cầu cho các linh hồn. Tổ 3 giáo họ 8 xin cầu cho các linh hồn trong tổ. Xin Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp ban bình an cho tất cả gia đình và xin cho công việc làm ăn của gia đình vượt qua mọi sóng gió. Xin cầu cho các linh hồn thai nhi và các linh hồn mồ côi. Xin cho hai linh hồn Phêrô và Maria. Xin cầu cho linh hồn Phêrô, Maria và các linh hồn tiên nhân. Xin cầu cho các linh hồn tiên nhân, các linh hồn mồ côi và cầu bình an cho gia đình. Xin cầu cho linh hồn Maria cầu bình an, xin làm nhà được bình an. Xin cho gia đình được bình an, xin tạ ơn, xin mẹ luôn che chở giữ gìn chúng con. Cầu cho linh hồn Phêrô, Rosa và các linh hồn. Xin cầu cho linh hồn Thomas và các linh hồn tiên nhân. Xin cầu cho linh hồn Giuse, Rosa và các linh hồn. Tổ 9 giáo họ 4 xin cầu cho các linh hồn trong tổ. Cầu cho linh hồn Gioan và Maria cầu bình an cho gia đình. Xin cho vợ con đi nhà thương được bình an và cầu cho gia đình được mọi sự bình an. Cho chị con bị tai biến được chữa lành. Cầu cho linh hồn tiên nhân Phêrô, Maria, Anton, Francisco, Xavier và các linh hồn. Cầu cho linh hồn Tommaso và Maria. Cầu cho linh hồn Đa Minh Lượng nhân ngày lễ giỗ 6 năm và cầu bình an cho gia đình. Xin lễ giỗ 100 ngày cho linh hồn Đa Minh. Cầu cho linh hồn Francisco, Xavier, Maria và tổ tiên nội ngoại. Xin cho gia đình sớm có con. Cầu cho linh hồn Đa Minh nhân ngày lễ giỗ 100 ngày. Cầu bình an cho gia đình và xin được như ý. Xin cho bán được nhà đất.
Xin tạ ơn Chúa, tạ ơn Đức Mẹ. Xin cầu cho linh hồn Giuse, xin cho ơn được hoán cải và được hòa thuận. Và giờ đây xin mời cộng đoàn chúng ta cùng quỳ gối, chúng ta cùng đọc kinh cầu nguyện cho tuần đại phúc. Lạy Mẹ hằng cứu giúp, danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Chúa ở cùng anh chị em. Anh chị em thân mến, hôm nay chúng ta dâng thánh lễ tạ ơn bế mạc tuần đại phúc, và chúng ta được mời gọi tin tưởng vào Đức Trinh Nữ Maria vì quyền thế và lòng nhân lành của Mẹ. Vậy để lời cầu nguyện của chúng ta được Chúa chấp nhận, cũng như chúng ta xứng đáng cử hành mầu nhiệm thánh, giờ đây chúng ta thành tâm ăn năn thống hối tội lỗi của mình. Lạy Chúa, xin thương xót chúng con. Vì chúng con đã xông phạm lên Chúa.
Lạy Chúa, xin tỏ lòng từ bi Chúa cho chúng con. Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tội và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa dùng các bế tinh kỳ diệu nâng đỡ chúng con là những kẻ yếu hèn. Xin cho chúng con được vui mừng nhân lành những hiệu quả dồi dào của các bí tích ấy và quyết tâm đổi mới cuộc đời để biểu dương ân huệ Chúa ban. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô con Chúa là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, Người hằng sống và hiền tri cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời. Amen. Bài Trích Sách Khôn Ngoan. Những kẻ gian ác suy nghĩ chính chắn đã nói rằng: chúng ta hãy vây bắt kẻ công chính, vì nó không làm ích gì cho chúng ta mà còn chống đối việc chúng ta làm, khiển trách chúng ta lỗi luật và tố cáo chúng ta vô kỷ luật. Nó tự hào mình biết Thiên Chúa và tự xưng là con Thiên Chúa. Chính nó là sự tố cáo những tư tưởng của chúng ta. Vì nguyên việc thấy nó, chúng ta cũng cáu, thấy bực mình, vì nếp sống của nó không giống những kẻ khác, và đường lối của nó thì lập dị. Nó kể chúng ta như rơm rác, nó xa lánh đường lối chúng ta như xa lánh những gì dơ nhớp. Nó thích hạnh phúc cuối cùng của người công chính, nó tự hào có Thiên Chúa là Cha. Vậy chúng ta hãy xem coi điều nó nói có thật hay không. Hãy nghiệm xét coi những gì sẽ xảy đến cho nó, và hãy chờ xem chung cuộc đời nó sẽ ra sao. Vì nếu nó thật là con Thiên Chúa, Chúa sẽ bênh vực nó, sẽ giải thoát nó khỏi tay những kẻ chống đối nó. Chúng ta hãy nhục mạ và làm khổ nó, để thử xem nó có hiền lành và nhẫn nại không. Chúng ta hãy kết án cho nó chết cách nhục nhã, vì theo lời nó nói thì người ta sẽ cứu nó. Chúng nghĩ như vậy nhưng chúng lầm, vì tội ác của chúng đã làm cho chúng mù quáng, và chúng không biết ý định mầu nhiệm của Thiên Chúa, nhưng cũng chẳng hy vọng phần thưởng công chính, và cũng không ưa thích vinh dự của những tâm hồn thánh thiện. Đó là lời Chúa. Vì nhan Chúa trong phường gian ác, không để ai nhớ chúng trên đời. Chúa nhận lời những người công chính kêu xin và cứu họ khỏi muôn điều sợ hãi. Chúa ở bên những người sám hối và cứu thoát những người sầu khổ. Người công chính dập dồn tai ương, nhưng Chúa cứu họ qua khỏi tất cả. Chúa ở bên những người sám hối
xương cốt họ Chúa gìn giữ tất cả, không để cái nào bị gãy đâu. Chúa giải thoát tâm hồn tôi tơ Chúa, không trừng phạt kẻ tìm Chúa nương thân. Xin cộng đoàn đáp và ở cùng Thầy. Chúa cùng anh chị em. Và ở cùng Thầy. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Ngày thứ ba có tiệc cưới tại Cana miền Galilê. Trong tiệc cưới có thân mẫu Đức Giêsu. Đức Giêsu và các môn đệ cũng được mời tham dự. Khi thấy thiếu rượu, thân mẫu Đức Giêsu nói với người: "Họ hết rượu rồi." Đức Giêsu đáp: "Thưa bà, chuyện đó can gì đến bà và tôi? Giờ của tôi chưa đến." Thân mẫu người nói với gia nhân: "Người bảo gì, các anh cứ việc làm theo." Ở đó có đặt 6 chung đá dùng vào việc thanh tẩy theo thói tục người Do Thái. Mỗi chung chứa đựng khoảng 80 hoặc 120 lít nước. Đức Giêsu bảo họ: "Các anh đổ đầy nước vào chung đi." Và họ đổ đầy tới miệng. Rồi người nói với họ: "Bây giờ các anh múc và đem cho ông quản tiệc." Họ liền đem cho ông. Khi người quản tiệc nếm thử nước đã hóa thành rượu mà không biết rượu từ đâu ra, còn gia nhân đã múc nước thì biết. Ông mới gọi tân lang lại và nói: "Ai ai cũng thết rượu ngon trước, và khi khách đã ngà ngà mới đãi rượu xoàng hơn. Còn anh lại giữ rượu ngon mãi cho đến bây giờ." Đức Giêsu đã làm dấu lạ đầu tiên này tại Cana miền Galilê và bày tỏ vinh quang của người. Các môn đệ đã tin vào người. Sau đó, người cùng với thân mẫu, anh em và các môn đệ xuống Capernaum và ở lại đó ít ngày. Đó là lời Chúa. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, hôm nay chúng ta bế mạc tuần đại phúc, nhưng đời đại phúc lại được mở ra cho mỗi người. Và ai trong chúng bà anh chị em trong những ngày này mình cũng thấy được có nhiều niềm vui. Dù cuộc sống vẫn có đó những công việc bộn bề phải lo toan, nhưng không cản được bước chân của quý bà anh chị em đến với Chúa trong những ngày này. Dù thời tiết buổi trưa nó nắng tới 36, 37 độ, vẫn không cản được bước chân của bạn chị em đến chầu Chúa trong bí tích thánh thể các buổi trưa rất đông. Gặp của bạn chị em, ai cũng nói với chúng con rằng: "Hạnh phúc quá cha ơi, ước gì tuần đại phúc này kéo dài thêm nữa. Hôm nay bế mạc rồi, ngày mai chắc là buồn lắm cha." Chúng ta bế mạc tuần đại phúc, nhưng ơn đại phúc lại được kéo dài. Và để ơn đại phúc được kéo dài ấy, chúng ta được mời gọi chạy đến với mẹ Maria, mẹ hằng cứu giúp.
Đại phúc sinh hoa bao điều lạ, mẹ về tràn ngập những yêu thương, giận hờn ghen ghét tan biến mất, đức mến niềm tin tỏa ngát hương. Ngày trước nhà con khô đạo lắm, bây giờ anh ấy sáng như gương. Bà kia lắm chuyện hay bôi bác, nay đã đổi thay sống khiêm nhường. Đại phúc trôi qua lòng quyến luyến, trần gian tràn ngập những tơ vương. Ngày mai tiếp bước ngày mai ấy, có mẹ đỡ nâng vạn nẻo đường. Chúng ta được mời gọi chạy đến với mẹ Maria bởi vì đó là ý định quan phòng và yêu thương của Thiên Chúa. Thiên Chúa muốn dùng mẹ Maria để ban Chúa Giêsu cho chúng ta. Và Chúa muốn mẹ là mẹ của chúng ta và mẹ trở thành đứng bầu cử cho chúng ta. Và vì vậy, chúng ta hãy tin tưởng vào mẹ, bởi vì mẹ quyền thế và lòng nhân lành của mẹ. Mẹ nhân lành nhưng mẹ lại có quyền thế. Mẹ có quyền thế nhưng mẹ rất nhân lành. Và mẹ biết được nhu cầu của chúng ta, để nơi đó mẹ chuyện cầu và thông ban cho chúng ta những ơn cần thiết. Và ai trong chúng ta cũng xác tín rằng chính mẹ Maria là máng thông ơn của Thiên Chúa. Thánh Alphonso đứng sáng lập dòng Chúa Cứu Thế đã quả quyết một cách mạnh mẽ thế này: nếu mẹ không xin thì không có một ơn nào được ban cho chúng ta hết. Và chúng ta sẽ không được cứu rỗi nếu như mẹ không chuyện cầu cho chúng ta. Và con cái của mẹ thì không thể hư mất được. Bởi vì vậy chúng ta được mời gọi chạy đến với mẹ của mình, một người mẹ quyền thế nhưng đầy lòng nhân lành, yêu thương con cái của mình. Và điều đó của bánh tre nhìn lên bức linh ảnh Đức Mẹ Hồng Cô Giúp, chúng ta thấy được những điều này. Trên đầu của Đức Mẹ có hai hàng chữ: đứng ấy là mẹ Thiên Chúa. Mẹ Thiên Chúa và cũng là mẹ của chúng ta. Rồi nơi đó có tổng lãnh thiên thần Gabriel chào mẹ là đứng đầy ân sủng, đứng đầy ơn phúc. Và có tổng lãnh thiên thần Michael cũng đứng bên cạnh. Và như vậy mẹ là quản đốc các đạo binh thiên quốc. Rồi trên tay của mẹ bồng Chúa Giêsu là vua cả trời đất, là đứng cầm quyền sinh tử, là đứng ban phát mọi ơn lành. Mà mẹ là mẹ người, cho nên những gì mẹ kêu xin thì Chúa đều nhận lời của mẹ hết. Chúa đều ban cho chúng ta tất cả những ơn mà mẹ muốn xin cho chúng ta. Và mẹ được đặt lên ơn cao trọng như vậy, đó là cũng vì ơn cứu độ của chúng ta. Mẹ nhận ơn cao trọng như thế là để dễ dàng chuyện cầu cho con cái của mẹ ở trần gian này. Và trong bài tin mừng chúng ta nghe, bài tin mừng của Thánh Gioan, tiệc cưới Cana, chúng ta đã nghe rất nhiều lần. Nơi đó Chúa Giêsu làm dấu lạ, biến nước thành rượu để các môn đệ tin vào Người. Nhưng câu chuyện đó cũng muốn nói với chúng ta về quyền thế và lòng nhân lành của mẹ. Mẹ chỉ là người được mời đến dự tiệc. Người ta chưa nói với mẹ về điều gì, những khó khăn. Và có thể khó khăn là sắp hết rượu đó, người nhà không biết. Nhưng với ánh mắt từ ái, ánh mắt yêu thương của mẹ, mẹ đã thấy. Mẹ đã đi bước trước ngay khi người ta chưa nhờ. Mẹ nói với con của mình: họ hết rượu rồi. Và nơi đó ta thấy Chúa Giêsu nói với mẹ của mình: giờ con chưa đến. Chuyện đó liên quan gì đến bà và tôi? Cái câu nói đó muốn nói rằng Chúa Giêsu chắc chắn sẽ không làm phép lạ nếu như mẹ của người không xin. Nhưng vì ở đây mẹ của người đã ngỏ lời: họ hết rượu rồi, cho nên Chúa Giêsu đã làm phép lạ. Ta
ta thấy được tình yêu và quyền thế của mẹ là như thế. Mẹ hiện diện ở trong cuộc đời của chúng ta, và nơi đó ơn sủng của Thiên Chúa được ban cho chúng ta qua lời chuyện cầu của mẹ. Và vì vậy mà Thánh Augustino nói rằng tình yêu của Thiên Chúa được tuôn đổ cho những người cơ cực, ân sủng của Thiên Chúa được tuôn ban cho những người vô ơn, và ơn tha thứ được ban tặng cho tội nhân qua bàn tay chuyện cầu của mẹ. Với mẹ Maria chúng ta có tất cả, bởi vì Chúa muốn như thế. Chúa muốn tất cả những ân sủng của Ngài trao ban cho nhân loại này đều qua bàn tay của mẹ mình, mẹ Maria, mẹ hằng cứu giúp. Trong những ngày qua cũng phải chị em thấy hàng ngàn ý nguyện chúng ta chạy đến với mẹ của mình. Ai trong cũng phải chị em cũng kinh nghiệm được cuộc đời của mình khi có mẹ thì làm cho gánh bổn phận nặng nề của chúng ta nhẹ nhàng biết bao, và ách của Chúa Giêsu trở nên êm ái biết là chừng nào. Ai trong chúng ta cũng kinh nghiệm được khi cuộc đời của mình có mẹ ở cùng thì hình như mọi chuyện đều được giải quyết. Ở một giáo xứ kia, trong dịp đọc kinh Tiền Phúc, người mẹ đó có một đứa con, nhưng đứa con ấy ngộ nghịch vô cùng, hay đánh nhau, khô khan nguội lạnh, không đi lễ, không đi nhà thờ. Người mẹ khuyên bảo cỡ nào đi nữa thì đứa con cũng không nghe. Dịp đại phúc, người mẹ rước Đức Mẹ về nhà của mình, mời bà con trong tổ đọc kinh và cầu nguyện cho đứa con của mình, dâng đứa con của mình cho mẹ, bởi vì mình hết cách rồi và cũng đã mỏi mệt vì đứa con này rồi. Một lần kia đứa con nó có chuyện gì đó xích mích với đứa hàng xóm, nó xách dao ra để đi đánh nhau. Người mẹ can cỡ nào nó cũng không nghe, nó chạy đi bằng được. Nó nói rằng lần này một là mẹ hốt xác con về, còn không thì vào tù để chăm sóc con, con không tha cho nó. Đứa con xách dao chạy đi. Người mẹ vội vàng lên chiếc xe đạp cọc cà cọc cạch chạy theo đứa con của mình. Và trong khi chạy đó thì chỉ có kêu lên thôi: lạy mẹ hằng cứu giúp, xin cứu giúp con. Lạy mẹ hằng cứu giúp, xin cứu giúp con. Thì lạ thay thằng con nó chỉ chạy được một khúc thôi, nó dừng lại, rồi sau đó nó quay về nhà. Một thời gian sau thì nó nói với mẹ rằng là con biết là trong thời gian qua con làm cho mẹ cực lắm, và con muốn làm lại cuộc đời. Thôi bây giờ con ở đây thì có bạn bè rồi, những đứa này đứa kia nó rủ rê con, con quyết tâm đi làm ăn từ xa, ở xa. Và người mẹ lại lo tiền cho đứa con đi làm ăn. Và dịp đại phúc người mẹ nói rằng con của con nó cũng chăm chỉ làm ăn lắm chả, hàng tối nó cứ gọi điện về với con. Người mẹ ấy không quỳ trước bức linh ảnh Đức Mẹ, hay không vào trong nhà thờ để cầu nguyện một cách sốt sắng. Lúc ấy chị đạp chiếc xe đạp cọc cạch và chị kêu được lên: lạy mẹ hằng cứu giúp, xin cứu giúp con. Với quyền thế và tình yêu của một người mẹ, là mẹ của mình, là mẹ của chúng ta, mẹ Maria, mẹ đã ra tay cứu giúp. Rồi cùng ở một gia đình kia, có hai vợ chồng đã quyết định viết đơn ly dị. Bố mẹ họ hàng bà con lối xóm có can cỡ nào đi nữa cũng không nghe. Điều đã quyết là quyết, ly dị thôi. Thì trong xứ thì dịp đó cũng đọc kinh Tiền Phúc, được mọi người động viên rằng thôi thì đằng nào cũng ly dị, thì thôi thì cứ rước Đức Mẹ đọc kinh đi một lần đi, rồi ly dị sau cũng đâu có muộn. Hai vợ chồng này thì nghe người khác nói như thế, tôi cũng để vừa lòng bà con trong tổ, đằng nào đơn mình cũng viết rồi mà, thì đọc kinh xong ký là cùng cái gì đâu. Và rồi cũng đưa Đức Mẹ về nhà đọc kinh. Thế nhưng mà lạ thay, sau cái giờ kinh tối hôm đó, rồi những giờ kinh tối hôm sau, thì hai vợ chồng lại vui vẻ đi với nhau cùng đọc kinh ở nhà này nhà nọ. Và rồi sau đó quyết định không ly dị nữa. Và rồi từ đó vợ chồng đi đâu cũng có nhau, hình như xa nhau một bước là cảm thấy nhớ là thương.
Một gia đình như thế đang đứng trước vực thẳm, thua rồi, mất rồi, nhà hết rượu thật rồi. Đón mẹ đến nhà đọc kinh nhưng cũng chẳng tính thác lắm. Đón mẹ đến đọc kinh nhưng cũng chẳng phải xin để cho mình khỏi ly dị. Thế mà lạ thay, mẹ Maria lại là cái người rất tài giỏi để thở, để gỡ những cái nút thắt đó. Và vì vậy mà chúng ta được mời gọi là nhà nào có Đức Mẹ thì ma quỷ không thể vào. Nhà nào có Đức Mẹ thì xáo trộn bất hòa không thể thắng được. Bởi vì có mẹ hiện diện ở đó thì Chúa Giêsu sẽ làm phép lạ. Bởi mẹ đang bồng Chúa trên tay, nhưng ánh mắt của mẹ lại đang nhìn tất cả con cái của mẹ đang lữ hành ở trên chốn trần gian này. Và ánh mắt của mẹ nhìn đến ai thì nơi đó Chúa Giêsu con của mẹ lại đang làm tiếp phép lạ hóa nước thành rượu cho những người, cho những nơi mà ánh mắt của mẹ đang nhìn tới. Mẹ chỉ cần chúng ta đón mẹ về nhà của mình thôi, cho mẹ có một chỗ ở trong cõi lòng, trong gia đình của chúng ta, mọi chuyện còn lại mẹ sẽ làm hết. Và chúng ta sẽ có một đời sống rất tuyệt vời, thưa quý bà anh chị em. Chúng ta chiêm ngắm mẹ của mình, một người mẹ quan tâm, có lòng trắc ẩn đến con cái của mình, thì để ơn đại phúc được kéo dài, không chỉ là nơi đó chúng ta tin tưởng vào mẹ của mình vì mẹ quyền thế và lòng nhân lành, nhưng chúng ta cũng được mời gọi noi gương mẹ của mình để nơi đó chúng ta, thưa quý ông bà anh chị em, từ nay trở đi chúng ta cũng có lòng trắc ẩn với anh chị em của mình. Vợ chồng có lòng trắc ẩn với nhau, bố mẹ con cái có lòng trắc ẩn với nhau, anh chị em ruột thịt, bà con lối xóm có lòng trắc ẩn với nhau. Và lòng trắc ẩn ấy được thể hiện đó là chúng ta hãy lắng nghe và thấu cảm người khác. Chúng ta nghe nhưng chúng ta chẳng hiểu. Vợ chồng nghe nhau đó nhưng mà lại hiểu trật lất. Mẹ lắng nghe và mẹ thấu hiểu chúng ta. Chúng ta được mời gọi cũng lắng nghe và thấu hiểu. Để lắng nghe và thấu hiểu người khác, chúng ta phải đặt mình vào hoàn cảnh của người khác, đặt mình vào tâm trạng, vào câu chuyện của người khác, thì lúc đó chúng ta mới có thể lắng nghe và thấu cảm. Lắng nghe người khác nó không chỉ cần về một đôi tai nó thính đâu, đôi tai tốt đâu. Đôi tai tốt chưa chắc đã được nghe được, mà nơi đó cần nghe bằng nỗi lòng, bằng con tim, bằng lòng trắc ẩn của mình. Ở một gia đình kia, vào một buổi tối, người vợ ấy vội vàng nấu cơm thế nào đó mà cơm bị khê. Bây giờ nấu lại nồi khác thì không thể được nữa. Trong giờ cơm hôm ấy mọi người ăn, bình thường thì chị ấy nói nhiều chuyện lắm, nhưng tối hôm đó ngồi ăn mà im, không dám ho he, không dám nhìn cái gì hết. Đứa con trai út thì vừa ăn và lâu lâu lại liếc nhìn bố nó xem, rồi lại nhìn chị nó để xem có ai phản ứng gì không. Cơm thì nó có mùi, mà tại sao thế cả nhà hôm nay cứ cúi đầu ăn thôi, không ai nói gì hết. Người bố thì lâu lâu lại hỏi đứa con trai của mình về việc học tập, về bạn bè, về ngày sống hôm nay như thế nào. Sau giờ cơm, người vợ nói với chồng: em xin lỗi anh vì hôm nay em nấu cơm bị khê. Người chồng nở một nụ cười và nói với vợ rằng: ồ, em không biết là anh thích ăn cơm khê à? Em không biết à? Rồi sau đó người mẹ và đứa con gái đưa chén bát ra ngoài rửa. Người bố vào xem tivi, đứa con trai út lại gần mon men hỏi bố: bố, có thật là bố thích ăn cơm khê không? Người bố ôm lấy đứa con và nói: con à,
Một ngày trôi qua mẹ con cũng rất vất vả. Một ngày trôi qua mẹ con cũng chịu rất nhiều áp lực, phải đối diện với rất nhiều khó khăn. Ăn một chén cơm khê không chết đâu con. Nhưng con có biết điều gì giết chết người khác không? Đó là những lời càm ràm, chỉ trích, kết án và chửi bới. Cuộc đời đã dạy cho bố biết đó là chúng ta phải có khả năng đi với người khác trong lỗi lầm và yếu đuối của họ, thì lúc đó chúng ta sẽ tìm được bình an và hạnh phúc. Thưa quý ông bà và anh chị em, nói như thế không phải rồi từ nay các bà các chị ở trong giáo xứ Phương Lâm cứ cho chồng mình ăn cơm khê. Không phải như thế. Rồi đừng có như thế, rồi sau lễ rồi các ông lại nói chết rồi cha ơi, từ nay là con phải ăn cơm khê rồi. Mẹ Maria đã có lòng trắc ẩn. Mẹ biết nhu cầu của mọi người chúng ta, và chúng ta cũng được mời gọi lắng nghe và thấu cảm. Có nghĩa là hãy đặt mình vào trường hợp của người khác, để ta đi với họ, vui với họ, cười với họ. Có bao giờ người chồng đã đặt mình vào trường hợp của người vợ chưa? Có bao giờ người vợ đã đặt trường hợp của mình vào người chồng chưa? Có bao giờ những người trong gia đình đã đặt mình vào trường hợp khó xử của người thân mình chưa? Hay mình cho mình luôn đúng, để rồi nơi đó mình dễ dàng kết án? Có lúc nào người chồng thấy rằng hôm nay vợ mình nói nhiều bởi vì nhu cầu của vợ mình hôm nay là phải nói? Nếu mình không kiên nhẫn lắng nghe, có thể tối đây vợ mình chết và mình mồ côi như chơi. Mình có kiên nhẫn để nghe không? Và tìm một thời gian thuận tiện nói lại: em à, hồi chiều nay hay hồi trưa nay em nói như thế không có được đâu. Anh biết là em mệt chứ, anh biết là em vất vả chứ, nhưng thiếu gì cách em. Vợ chồng chẳng nghe không hiểu nhau sao? Tại sao em lại phải nói những lời đó? Em mất bình an, anh cũng mất bình an. Một lúc nào đó người vợ thấy người chồng nội nóng. Mình biết rằng cái giờ này chồng mình cần phải nội nóng. Nếu anh ấy không nội nóng thì đi Biên Hòa rất là sớm. Chấp nhận cho chồng mình nóng lúc đó, để rồi hãy tìm dịp thuận tiện, không phải để trả thù. Nhưng nơi đó vợ chồng nghe và thấu cảm nhau. Vậy thưa quý ông bà và anh chị em, hôm nay chúng ta bế mạc tuần đại phúc và đời đại phúc được mở ra. Ơn đại phúc được kéo dài trong cuộc đời của chúng ta, đó là khi chúng ta biết đón mẹ về nhà của mình, biết tin tưởng vào mẹ của mình, bởi vì mẹ Maria quyền thế và nhân lành. Chúng ta cũng được mời gọi noi gương mẹ Maria, để nơi đó chúng ta cũng có lòng trắc ẩn, chúng ta cũng có khả năng biết lắng nghe và thấu cảm với người khác. Xin Chúa có lời chuyện cầu của mẹ Hằng cứu giúp cho cuộc đời của chúng ta, dù vui hay buồn, thành công hay thất bại, chúng ta vẫn luôn tín thác vào mẹ. Chúng ta phải luôn tin tưởng vào đường lối của Thiên Chúa, dù có những lúc chúng ta không biết. Bởi vì Chúa và mẹ là đứng vẫn luôn luôn làm phép lạ, biến nước thành rượu ngon cho mỗi người chúng ta. Amen. Con dâng về Thiên Chúa huyền siêu.
cho cuộc Thiên Chúa. Này là tình mến gửi trao giữa ngàn nguy khó chẳng nào. Ngày dài năm tháng qua màu, đời con bên Ngài nương nao. Lệ vật chẳng có là bao, nhưng lòng yêu mến dân trao. Xin nguồn ơn thánh trên cao, hồng ân ban xuống giạt giao. Anh chị em hãy cầu nguyện. Đấy lệ của tôi cũng là của anh chị em, được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận. Xin Chúa nhận đi lệ của anh chị em để ta tùng tôn vinh danh Chúa và mưu ích cho chúng ta cùng toàn thể hội thánh người. Lạy Chúa, nhờ thần lực lễ tế chúng con dâng, xin giải thoát chúng con khỏi vòng tội lỗi và thanh tẩy chúng con, cho chúng con ngày thêm trong trăng để xứng đáng mừng mầu nhiệm vượt qua là căn nguyên của lễ tế này. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Chúa ở cùng anh chị em. Hãy nâng tâm hồn lên. Chúng con đang hướng về Chúa. Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. Lạy Chúa là Cha chí thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu. Chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc thật là chính đáng phải đáo và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Chúa dùng chay tình phần sang chê ngự nên sâu, nâng cao tâm hồn chúng con và ban sức mạnh cùng phần thưởng nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Nhờ người càng thiên thần ca ngợi, càng quan thần thờ lạy, các quyền thần kinh sợ uy linh Chúa, càng từng trời cùng với các đạo binh thiên quân và các thần xôn mên đồng hân hoan chung tùng Chúa. Xin cho chúng con được đồng thanh với các ngài thành khẩn tuyên xưng rằng: lạy Chúa, Chúa thật là đấng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiên. Vì thế chúng con nài xin Chúa dùng ơn thánh thần Chúa thanh hoa những của lễ này để trở nên cho chúng con mình và máu Đức Kitô Chúa chúng con. Khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình, người cầm lấy bánh tạ ơn bè ra và trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thương ấy, sau bữa ăn tối, người cầm lấy chén cùng tạ ơn trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu thầy, máu giao ước mới và vinh cửu, sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin. Lạy Chúa,
chúng con loan truyền Chúa chịu trên và tuyên xưng Chúa sống lại cho tới khi Chúa đến. Vì vậy lạy Chúa, khi kinh nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa. Vì Chúa đã thương cho chúng con được xưng đáng hầu cận Chúa tôn nhan và phụng sự Chúa, chúng con tha thiết nài xin Chúa cho chúng con khi thông phần mình và máu Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa, xin cho đến hội thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu, để khi toàn hội thánh trong đức mến cùng với Đức Giáo Hoàng Phanxicô, Đức Giám Mục Gioan giao phần chúng con cùng toàn thể hàng giáo xứ. Lạy Chúa, xin Chúa nhớ đến các ý nguyện mà chúng con đã dâng lên Chúa trong thánh lễ này. Đặc biệt xin Chúa nhớ đến các tội tớ Chúa là các linh hồn mà chúng con đã sướng đầu lễ. Đó là những người con mà Chúa đã gọi ra khỏi đời này về với Chúa. Xin ban cho kẻ đã chết như con Chúa thì cũng được sống lại như người. Xin Chúa cũng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại, và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thảy đường vào hương ánh sáng tôn nhang Chúa. Chúng con nài xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hương sự sống đời đời cùng với Đấng Trinh Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa, Thánh Giô-se bàn trăm năm Đấng Trinh Nữ, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại. Và cùng với các ngài, chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giê-su Ki-tô con Chúa. Chính nhờ người, với người và trong người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự ân nhân của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Vâng lệnh Chúa cứu thế và theo thể thức người dây, chúng ta giam nguyện rằng: ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sanh, nước Cha trì đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cùng tha kẻ có nợ chúng con. Xin cho để chúng con xa trước cam dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ. Xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu dung, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biên loạn. Đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phung và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô, đừng cứu độ chúng con. Uy lực và vinh quang là của Chúa đến muôn đời. Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của hội thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho hội thánh được bình an và hợp nhất theo thanh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiền trì muôn đời. Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em. Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau. Lạy Chúa, Chân gian,
Đây chim Thiên Chúa đã đứng xóa tội trần gian, phung cho ai được mời tới dự tiệc chim Thiên Chúa. Con chẳng đáng Chúa ngự vào nhà con, nhưng xin Chúa phán một lời thì linh hồn con sẽ lành. Đầu tình Chúa vô bờ, như xuân qua thềm
tình thương Chúa ơi tuyệt vời. Tạ ơn tình Chúa. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, thánh lễ chúng con vừa cử hành chứng tỏ rằng chúng con đã từ cứu ước bước sang tân ương. Xin dùng chúng con biết cởi bỏ con người cũ và mặc lấy con người mới là Đức Kitô để sống cuộc đời công chính và thánh thiện. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Chúng con xin kính mời cha quản hạt chi sứ và quý cha đồng tế an tọa. Giờ đây, ông trưởng ban hành giáo sẽ đại diện cho cộng đoàn dân Chúa giáo xứ Phương Lâm xin dâng lời tri ân và cảm tạ đến cha quản hạt chi sứ và quý cha. Xin kính mời ông. Trọng kính cha quản hạt chánh xứ, cha phó, quý cha đồng tế, thầy phó tế, quý bề trên, quý tam sĩ, tu sĩ nam nữ, con xin đại diện cho toàn thể cộng đoàn dân Chúa giáo xứ Phương Lâm có đôi lời tri ân đến quý cha đặc trách và quý thầy tuần đại phúc. Kính thưa quý cha đặc trách và quý thầy,
Một tuần tròn đầy hồng ân vừa qua, chúng con thật hạnh phúc và vui mừng khi được quý cha và quý thầy về với giáo xứ Phương Lâm của chúng con. Để làm tuần đại phúc, kính Đức Mẹ, qua các bài giảng trong thánh lễ, các giờ chầu thánh thể, việc thăm viếng mục vụ các gia đình trong giáo xứ, ngồi tòa giải tội và tư vấn, quý cha đã hướng dẫn cho chúng con rất nhiều bài học chân quý để chúng con có thể cảm nghiệm một cách sâu sắc về đời sống đạo đức thiêng liêng của một Kitô hữu. Chúng con tạ ơn quý cha và quý thầy rất nhiều. Chúng con hứa sẽ cố gắng vâng theo những lời dạy dỗ của quý cha trong tuần đại phúc này, để hồng ân của Chúa luôn tuôn chảy dồi dào trên từng người và từng gia đình trong giáo xứ chúng con. Chúng con cũng xin quý cha và quý thầy thêm lời cầu nguyện cho chúng con, để từ giây phút này chúng con luôn sống trong tâm tình của tuần đại phúc đến suốt cuộc đời của chúng con. Chúng con nguyện xin Chúa, qua lời bầu cử của Mẹ Hằng Cứu Giúp, ban nhiều ân lành hồn xác xuống trên quý cha và quý thầy, để quý cha và quý thầy có thể chu toàn được sứ mạng cũng như linh đạo của nhà dòng một cách tốt đẹp nhất. Và cũng trong thâm tình cảm tạ, giáo xứ Phương Lâm chúng con xin dâng lên quý cha, quý thầy lắng nghe tư thắng và món quà nhỏ bày tỏ tấm lòng yêu mến của chúng con. Xin quý cha và quý thầy thương nhận. Xin kính mời cộng đoàn ngồi cho con dài lời. Kính thưa các bạn chị em, một kỳ đại phúc nó được diễn ra ba giai đoạn: tiền phúc, đại phúc là cao điểm, và sau đó khoảng cỡ 6 tháng đến 1 năm thì có hậu phúc. Và nếu đẹp ý Chúa thì sau đó hàng năm có cái dịp gọi là tái phúc, 3 ngày tĩnh tâm, lại có một vài cha về đây để giúp các bạn chị em trong đời sống đức tin. Trước tiên con xin cảm ơn cha xứ đã tin tưởng anh em chúng con và tạo điều kiện để anh em chúng con cử hành tuần đại phúc. Đây là sứ mạng của nhà dòng. Chúng con chân thành cảm ơn cha. Và nhân đây chúng con cũng ước mong cha giới thiệu tuần đại phúc cho các cha xứ khác, để nơi đó giáo dân cũng được đón nhận, để cho các cha có cái ăn, có sức khỏe để có thể chu toàn sứ vụ mà Chúa ngang qua hội dòng trao phó cho các thừa sai đại phúc. Lời cảm ơn cuối cùng và đặc biệt là xin cảm ơn tất cả quý ông bà anh chị em trong giáo xứ Phương Lâm này. Tuần đại phúc thành công đó là nhờ sự hiện diện của quý bà anh chị em. Qua lời mời gọi của các thừa sai đại phúc, quý ông bà anh chị em đã hạ mình xuống, và nơi đó Thiên Chúa và Mẹ Hằng Cứu Giúp đã nâng quý bà anh chị em lên trong ân sủng của Ngài. Xin cảm ơn quý bà anh chị em thật nhiều, bởi vì sự hiện diện của quý bà anh chị em mỗi người là một món quà vô giá trao tặng cho các thừa sai đại phúc. Thấy lòng yêu mến, sự nhiệt huyết được rạng rỡ nơi khuôn mặt của quý bà anh chị em, làm cho các thừa sai đại phúc cũng vui hơn và thêm lòng sốt mến. Xin chân thành cảm ơn các bạn chị em rất nhiều. Một tuần đại phúc với nhiều ân sủng, với nhiều niềm vui và quyết tâm, nhưng với thời gian nó có thể lắng xuống. Thì thánh giá đại phúc sẽ nhắc cho chúng ta nhớ đến tuần đại phúc. Và cách riêng khi các cha đi thăm gia đình của bạn chị em, có tặng mỗi gia đình một bức ảnh Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp.
hoặc cũng bạn chị em xin cho con em của mình. Bức ảnh ấy không phải chỉ để tặng, để làm kỷ niệm tuần đại phúc, nhưng nói với cũng bạn chị em rằng cuộc đời của bạn chị em từ nay có mẹ hiện diện ở trong gia đình, đời con có mẹ thật là diễm phúc, bao nhiêu họa phúc được mẹ quan tâm. Ngày mai buồn hay vui, thành công hay thất bại thì đã có mẹ còn lo lắng chi. Điều đó muốn nói với các bạn chị em, chúng ta hãy để mẹ ở trong gia đình của mình, trong lòng của mình và trong công việc của mình, để mẹ hằng cứu giúp chung chia với cuộc đời của chúng ta. Một lúc nào đó vợ chồng có cãi nhau, hãy đưa bức ảnh Đức Mẹ ra ở giữa. Mẹ ơi, vợ chồng con cãi nhau này, mẹ cùng cãi nhau với chúng con nhé. Thì mẹ sẽ có cách cho các bạn chị em biết cãi nhau làm sao mà sau cái cãi đó vợ chồng lại ôm lấy nhau. Mẹ ơi, vợ chồng con có chuyện này này, hãy nói với mẹ của mình. Mẹ chúng ta rất tuyệt vời, mẹ sẽ có cách để gỡ rối và các nút thắt cuộc đời của chúng ta. Vậy ước gì chúng ta hãy để mẹ hiện diện ở trong gia đình của mình. Một lần nữa con xin được cảm ơn cha xứ, cha phó, thầy phó tế, quý sơ và tất cả quý ông bà, anh chị em. Kính mời cụ đoàn đứng. Con kính mời cha xứ, cha phó và thầy phó tế tiến ra phía trước để nhận phép lành với ơn toàn xá. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, Hội Thánh cho phép các linh mục thừa sai dòng Chúa Cứu Thế thực hiện tuần đại phúc, ban phép lành toàn xá cho những ai đã tham dự tuần đại phúc, kèm với các điều kiện thông thường là xưng tội rước lễ và cầu nguyện theo ý Đức Giáo Hoàng. Và giờ đây để là nhận phép lành toàn xá, chúng ta phải thật lòng ăn năn sám hối tội lỗi và cùng tuyên xưng đức tin. Tôi thu nhận cùng Thiên Chúa toàn năng và cùng anh chị em, tôi đã phạm tội nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều thiếu sót. Lỗi tại tôi mỗi đàn. Vì vậy tôi xin Đấng Bà Maria trọn đời đồng trinh, càng thiên thần, càng thanh và anh chị em, khẩn cầu cho tôi trước tòa Thiên Chúa. Chúa chúng ta, xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tội và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời. Amen. Giờ đây chúng ta cùng đọc một kinh lạy cha và một kinh tin kính. Lạy cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện chỉ đến ý cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin cha cho chúng con hôm nay lương từng hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin cho để chúng con xa trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ ác. Tôi tin kinh Đấng Chúa Trời là cha phép tăng vô cùng nên trời đất. Tin kinh Đấng Chúa Giêsu Kitô là con một Đấng Chúa Cha, cũng là Chúa chúng tôn đời phép Đấng Chúa Thánh Thần, người xuống thai sinh bởi bà Maria đồng trinh, nạn đời quan phong Siêu Phi La Chu, đóng đành trên cây thanh giá chết mà tăng xuống ngục tổ tông ngày thứ ba, trong kẻ chết mà sống lại lên ngự bên hữu Đấng Chúa Cha phép tăng vô
Ngày sau bởi trời lai xuống phán xét kẻ sống và kẻ chết. Tôi tin kinh Đức Chúa Thánh Thần, tôi tin có hội thánh hằng có ở khắp thế này càng thanh thông. Tôi tin phép tha tội, tôi tin xác loài người ngày sau sống lại, tôi tin hằng sống và ngàn. Xin quý cha thừa sai giờ cao thánh giá. Chúa ở cùng anh chị em, ơn phù trợ chúng ta ở nơi danh Chúa. Xin Thiên Chúa toàn năng đứng là nguồn mọi phúc đã tuôn đổ dồi dào trên anh chị em trong tuần đại phúc này, luôn loại trừ khỏi anh chị em hết mọi điều tai hại và đoái thương, gìn giữ anh chị em trong ơn thánh của Người. Amen. Xin Thiên Chúa đứng đã ban lời hằng sống cho anh chị em cách đặc biệt trong tuần đại phúc này, luôn làm cho tâm hồn anh chị em biết lắng nghe lời Chúa, để tâm hồn anh chị em được tràn đầy niềm vui muôn đời. Amen. Ước gì sau tuần đại phúc này, nhờ thông hiểu những điều hay lẽ phải, anh chị em luôn tiến bước theo huân lệnh Chúa và được nên đồng thừa tư với các công dân nước trời. Và xin phúc lành của Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần xuống trên anh chị em và ở lại với anh chị em luôn mãi. Giờ đây cộng đoàn chúng ta sẽ di chuyển ra ngoài cây thánh giá kỷ niệm tuần đại phúc để chúng ta cùng tham dự nghi thức làm phép cây thánh giá. Xin mời cộng đoàn tiến ra phía ngoài. Xin ca đoàn hát. Xin dâng lời cảm ơn.
người chúng ta không ngừng phát triển và sinh hoa kết trái, dồi dào như lòng Chúa mong muốn. Vậy giờ đây chúng ta cùng hiệp ý với cha chủ tế cử hành nghi thức làm bếp đánh giá kỷ niệm tuần đại phúc. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Chúa ở cùng anh chị em. Và ở cùng cha. Để cho chúng ta ở nơi danh Chúa. Là nước tao thành trời đất. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Thiên Chúa là Cha Chí Thánh, Chúa là bốn cây thánh giá của Con Chúa ở trên nguồn phúc lành và cầu lễ mọi ân sủng. Hôm nay chúng ta hân hoan cử hành nghi thức làm phép thánh giá kỷ niệm tuần đại phúc đại giáo xứ Vương Lâm chúng con. Vì thế chúng ta đòi xin Chúa tái tư tốc độ trên thánh giá này trang hòa ơn thánh bầu trời, để thánh giá này luôn là đất tình hoa ơn cứu độ cho chúng con. Xin cho những ai quý mình trước thánh giá này tìm được luôn ơn thánh bầu trời trợ giúp, và xin Chúa làm phép và cái hiến thánh giá này để nâng linh dược chữa lành nhân loại, củng cố đức tin, gia tăng việc lành, cứu rỗi các linh hồn, an ủi, che chở và bảo vệ khỏi thế giới độc hại của quân thù. Xin ban cho chúng con biết gắn bó với bổn nhiệm từ nạn của Đức Kitô để được đạt tới niềm vui bình thường hơn cuộc sinh. Nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Lên đi lên.